2010 thì một sự thất bại ở vòng bán kết ở Malaysia, và mình là chủ quan khi gặp Malaysia, mình đột phá phải tất cả mọi và mình những cái mà mình sai lầm trên đất Malaysia, về sân nhà mình là 2010 là mình thất bại đối với mình là kỷ niệm 2010. Đội đã đi vào tập luyện được 10 ngày và có hai trận đấu cho đội bạn, hai trận đấu trong tập huấn thì đội đang còn là tư nghiệp đội thì anh em còn nhiều thời gian, thì hy vọng những cái sắp tới thì còn huấn luyện viên và tất cả mọi người đang phải làm và phải làm tốt để năm 2010 này, và tôi rất tự tin về tất cả đoàn đội trong đội bóng đang làm được tốt và đi đúng vào ban huấn luyện. Năm nay thật sự là bảng Việt Nam, Thái Lan, Philippines và mình nằm trong một đội bảng. Thì cái áp lực đầu tiên cũng phải là cái áp lực về bảng đầu, mà phải áp lực về giải tỏa được cái tâm lý anh em trong đội bóng, phải giải tỏa được để mình tiến tới một mục tiêu là vượt qua vòng bảng để mình có tính được vô địch. Thì hy vọng anh em từng trận một cố gắng động viên và mình làm theo ban huấn luyện và mình sẽ cố gắng mình sẽ vượt qua được vòng bảng cho mình trận tiếp. Cái năm 2008 thì đội bóng đó là mùa giải coi không bao giờ quên. Ở đội Việt Nam khởi đầu rất là khó khăn ở cái vòng bảng thi đấu tại Phuket, nhưng mà sau đấy thì anh em có một chuỗi trận đấu may mắn vượt qua Malaysia ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, thì mình được vào bán kết, và từ đó đội Việt Nam là có một bước chuyển mình rất rõ rệt ở trận hai trận thi đấu với Singapore ở lượt đi và lượt về trên khung này, và cái trận thắng bán kết ở Thái Lan lần đầu tiên Việt Nam mình thắng được đội Thái Lan ngay tại sân của họ, đó cũng là một khoảnh khắc không dễ gì có được, và sau đó là cái bàn thắng quý hơn vàng của Công Vinh, thì đó là một cái kết quả là thể hiện sự mong đợi của toàn đội cũng như là dành cho tất cả mọi người hâm mộ của Việt Nam. Năm 2010 thì Việt Nam vào đến vòng bán kết cũng không dễ dàng gì khi phải thắng Singapore ở trận cuối vòng bảng, và đến bán kết thì một số cầu thủ trụ cột như Hậu Quang Thanh hay là Việt Cường chấn thương, thì ở trên sân Malaysia mình đã thua Malaysia. Và để thua sân khách với cái đội mà rất mạnh vào thời điểm đó, thì lượt về anh em Việt Nam nó không vượt qua được, rất khó khăn. Còn với việc mình thất bại ở 2010 thì năm nay 2012 anh em toàn đội mặc dù thiếu vắng những cầu thủ chất lượng mà vẫn sẽ quyết tâm làm việc cật lực để mà có một kết quả tốt đẹp. Bây giờ Việt Nam đang trong thời gian thử nghiệm và tập luyện để hoàn thiện cái lối chơi, cho nên là nói về hạnh phúc thì chưa hẳn là hạnh phúc, tại vì mình còn nhiều sự thay đổi nữa, còn đâu phải là đây chưa phải là đội hình cuối cùng của huấn luyện viên. Thời gian đến nay còn thời gian, khoảng thời gian đủ để anh em hoàn thiện lối chơi. Hy vọng là đến khi EFL Cup bắt đầu thì chúng ta sẽ có một cái đội hình tương đối và phong là một tổ chức tốt nhất. Bóng đá thì lúc nào cũng có áp lực, với
Việt Nam đã thất bại, Việt Nam đã thất bại lần 2010 thì chúng tôi là cái áp lực đó không lớn bằng sự quyết tâm của chúng tôi. Và cái mà với sự nếu á toàn đội Việt Nam đoàn kết, tôi nghĩ có một trường hợp có thể xảy ra.